thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu, phối màu và không biết nói gì hết trơn con nha. Thì nó chơi vậy thôi, thì mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu đồ thôi à, chứ có làm gì đâu. Thì đầu tiên mình tô khủng long con nha. Mình xin dương đậm đi, nãy giờ chưa tô xin dương đậm nè. Bắt đầu tô nha. Tiếp theo mình tô đến là màu cho mẹ nha. Con mẹ mình tô, mình xin dương cho mấy cái sọc trước. Tô mấy sọc này màu đỏ nha. Khi hương ái dốc hết lòng thì về hội chúng chân thật. Hai ta như con nước nước dòng ta 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 em đã quên hai là em nhập lại vị trí trong tim người họ em đã tiếp tục đồ nha. Khi ta yêu em không hạt lòng em sẽ không thật. Tiếp theo mình tô mà xin dương lợn cho khủng long mẹ. Mình để chân lên cho mọi người dễ thấy nha. Bắt đầu tô từ đuôi lên nha. Tôi cho nó đều. Nhưng em nhận lại vị trí trong tim người họ. Khi hương nhau yêu hết hết lòng đi theo người yêu mấy chân trần. Tôi cho đều. Chỉ trong thêm người họ em. Đã tiếp tục tô cho đều nha. Tôi chưa đều.
xin lỗi cho đều nha. Tiếp tục đầu. Tôi đều nhau. Tôi cho kỹ nha. Đầu bị xương cục luôn. Mình coi cho chuẩn nha. Đó, mình tao đẹp. Tức xong rồi nha. Thì mình đã tô xong rồi. Thì đây chính là thành phẩm bức tranh tô và hai mẹ con khủng long của mình nha. Thì cảm ơn mọi người đã xem và hẹn gặp mọi người trong những clip tiếp theo nha. Bye bye.